chuyên gia dự báo Bitcoin sẽ sớm đạt mốc 53.000 đô la Mỹ. Đối mặt với áp lực bán mạnh trong tuần qua, các nhà phân tích cho rằng Bitcoin vẫn có khả năng tăng giá tiếp và chạm mốc 53.000 đô la Mỹ. Bitcoin đang hình thành một mô hình kỹ thuật cho thấy kịch bản tươi sáng hơn đang ở phía trước. Mô hình đầu và vai đảo ngược, Inverse Head And Shoulders, thường được coi là tín hiệu mở đầu cho màn lật ngược xu hướng giảm trong thời gian tới. Nghiên cứu của các nhà phân tích cũng cho rằng, mục tiêu khoảng 53.000 đô la Mỹ sẽ nằm trong tầm với của Bitcoin. Mức này có thể dễ dàng đạt được nếu Bitcoin phá mốc 44.600 đô la Mỹ. Tiền số này đã tăng khoảng 30% trong vòng một tuần để đạt mức 45.300 đô la Mỹ hôm 11 tháng 2, nhưng nó không thể duy trì mức cao do áp lực bán và chốt lời vào cuối tuần. Bitcoin đang hướng tới các mức hỗ trợ quan trọng. Các chuyên gia cho rằng, nếu phá vỡ những mức này, Bitcoin khả năng giảm xuống 35.000 đô la Mỹ một đơn vị. Các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho sự thay đổi nhiều hơn đối với Bitcoin vì những lo lắng toàn cầu. Sự biến động liên quan đến tiền điện tử đã hiện rõ trong những tuần gần đây. Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Edul Patel, Mudrex, nói rằng mối tương quan giữa thị trường chứng khoán và tiền điện tử đang đè nặng lên chính hệ sinh thái tiền điện tử. Đối với Bitcoin, 41.200 đô la Mỹ là mức hỗ trợ quan trọng. Nếu bị phá vỡ, chúng ta có thể thấy Bitcoin sẽ lao xuống dưới mốc 40.000 đô la Mỹ trong những ngày tới. Ông nói. Đọc các biểu đồ kỹ thuật, Melbin Thomas, đồng sáng lập của Sahicoin, nói rằng Bitcoin không tăng giá trong thời gian dài. 4-5 ngày qua đã nhận thấy những cây nến đỏ trên biểu đồ hàng ngày với sự sụt giảm về khối lượng giao dịch. Các chuyên gia thị trường cho rằng, các yếu tố kinh tế vĩ mô ở cấp độ toàn cầu bao gồm căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine, lợi suất trái phiếu tăng, động thái mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed và cuộc khủng hoảng cổ phiếu đang đè nặng lên tâm lý thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, Raj A Kapoor, nhà sáng lập Liên minh Blockchain Ấn Độ cho biết, Bitcoin đã được thử nghiệm trong thời kỳ hỗn loạn kinh tế gần đây. Theo đó, xu hướng dài hạn của đồng tiền này sẽ chỉ hướng lên, bất chấp các đợt giảm giá tạm thời, ngay cả khi Bitcoin gặp phải những khó khăn. Chẳng hạn như khó khăn trong hoạt động khai thác hoặc thái độ bài trừ của cơ quan quản lý trên toàn thế giới, nó vẫn đạt đến mức độ phổ biến. Ông nói, trong một báo cáo gần đây, Goldman Sachs đã đề cập rằng Bitcoin có thể đạt mức định giá 100.000 đô la Mỹ trong tương lai không xa. Họ đã phân tích dữ liệu về Bitcoin từ góc độ quan trọng của một kho lưu trữ giá trị, đặc biệt là so với vàng. Goldman Sachs kết luận rằng, Bitcoin có thể có các ứng dụng ngoài kho lưu trữ giá trị và thị trường tài sản kỹ thuật số lớn hơn nhiều so với Bitcoin. So sánh vốn hóa thị trường của đồng tiền này với vàng có thể giúp đưa ra các thông số về kết quả hợp lý về lợi nhuận của Bitcoin. Các nhà phân tích tin rằng, thái độ dài hạn của thị trường đối với tiền điện tử là tích cực sau sự ồn ào về các quy định của Nga. Tín hiệu xanh từ Ấn Độ và tình hình về vốn đầu tư mạo hiểm trong thị trường DeFi, tài chính phi tập trung và Metaverse. Ông Thomas đến từ Sahicoin cho biết, chúng ta có thể đọc nhiều tin tức hơn về việc áp dụng tiền điện tử theo thể chế. Điều này có thể nghiêng cảm xúc sang triển vọng lạc quan hơn. Các nhà theo dõi thị trường cũng cho rằng, Bitcoin luôn biến động nhưng đã được chứng minh về hiệu suất trong thời gian dài. Các nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ chúng lâu dài. Patel của Mudrex đề xuất các nhà đầu tư dài hạn nên giữ tiền điện tử của họ ngay bây giờ. Còn theo Kapoor, nhà đầu tư nên mong đợi vào sự tăng giá dài hạn của Bitcoin được thúc đẩy bởi chuyển động thị trường. Với ngưỡng 100.000 đô la Mỹ trong tương lai gần, ông khuyên mọi người thận trọng và đầu tư nhỏ vào Bitcoin.